Chuyện về cô bé áo đỏ xuất hiện bí ẩn trên núi ám ảnh người Đài Loan một thời gian dài. Tháng 3 năm 1998, một đại gia đình trên dưới 10 người đã đến khu vực Da Keng dạo chơi. Trên chặng đường lên núi để tham quan phong động thạch, một thành viên trong gia đình đã dùng máy quay V8 quay lại toàn bộ hành trình của gia đình. Sau khi về nhà, người này không mở máy lại xem ngay, dần quên bẵng đi. Thời gian sau, một người trong gia đình cùng tham gia chuyến đi ngày này đột nhiên qua đời. Lúc này mọi người chợt nhận ra dường như đây là người thứ hai trong gia đình chết từ sau chuyến đi Da Keng. Họ cho rằng có thể gia đình đã gặp phải thứ không may trong chuyến đi nên quyết định mở lại đoạn phim từng quay để kiểm chứng thực hư. Ngay khi đoạn phim được chiếu, ai cũng hoảng hồn phát hiện trong quá trình cả nhà leo núi, có một cô bé mặc áo đỏ đã đi theo họ suốt. Khi phóng lớn đoạn phim để nhìn kỹ, họ thấy đó là một người có vóc dáng nhỏ trông như trẻ con nhưng gương mặt trắng bệch lại già nua khó tin, hai mắt là hai lỗ đen sâu hoắm, tư thế đi nghiêng ngả, có khi vừa đi vừa nhảy, không giống con người. Trừ chuyện này ra, trong đoạn phim còn có một cảnh làm người ta thấy ớn lạnh hơn, đó là có một người đàn ông trong gia đình đã bật cười thật to. Lúc cười, ông này để lộ cái miệng đầy răng nanh, trông vô cùng quái dị. Không chỉ thế, bất kỳ ai xem đoạn phim cũng cảm nhận được không khí cực kỳ u tối, nặng nề và đáng sợ. Các thành viên trong gia đình sau đó cũng được gọi về để xem chung đoạn phim, nhưng không một ai nhớ từng gặp cô bé này. Qua một thời gian nữa, người quay phim và một người khác trong gia đình gặp phải tai nạn giao thông cực kỳ nghiêm trọng, phải nhập viện theo dõi dài ngày. Lúc này cả gia đình đều hoảng sợ, họ quyết định giao đoạn phim cho tập đoàn truyền hình Gala, hay còn được biết đến với tên GTV, một công ty truyền thông lớn ở Đài Loan, mong có thể mượn tay truyền thông giúp điều tra rõ. Sau khi nhận đoạn phim, GTV lập tức phát sóng trong chương trình Tâm Linh và gây được tiếng vang rất lớn ở Đài Loan. Đoạn phim được công bố ít lâu thì có một người đã liên lạc với tổ chương trình để xin giúp đỡ. Hóa ra người này cũng từng gặp cô bé mặc áo đỏ đó. Vận thế của người này sau đó bắt đầu trượt dốc không phanh, vô cùng xui xẻo, thậm chí còn liên tục gặp tai nạn, chỉ may mắn là anh ta còn sống. Người của tổ chương trình nhanh chóng liên lạc, tỏ ý muốn giúp người này. Họ muốn cho anh ta xem đoạn phim để xác nhận rằng liệu đó có phải là cô bé áo đỏ anh ta từng gặp không. Nhưng có lẽ vì quá sợ hãi, anh ta nhất quyết từ chối, không chịu xem. Tổ chương trình đánh lấy các đoạn phim in ra thành hình ảnh, đi đến gặp người dân sống quanh khu vực Da Keng, thậm chí là hỏi thăm cảnh sát khu vực để xem họ có biết cô bé này không. Nhưng tất cả những người được hỏi đều nói mình chưa từng thấy cô bé. Tất cả bằng chứng đều cho thấy dường như cô bé này chưa từng tồn tại. Cuối cùng, tổ chương trình quyết định mời một pháp sư có tay đến mong có thể xua đuổi ma quỷ, trả lại bình yên cho khu du lịch. Theo những người chứng kiến kể lại, lúc pháp sư vừa đi vào khu vực đường lên núi, bầu trời vốn trong xanh đột nhiên tối sầm lại, gió nổi lên bốn phía, như thể cô bé áo đỏ kia đang cảnh cáo những kẻ dám mạo phạm mình. Nhưng chuyện này không hù dọa được pháp sư, ông vẫn bình tĩnh lập đàn làm lễ. Ngay sau khi pháp sư làm lễ xong, gió ngừng thổi, mây đen cũng tan hết. Pháp sư nói mình đã thu phục được cô bé áo đỏ kia, đồng thời quyết định đưa cô bé về chùa để làm lễ tụng kinh siêu thoát cho cô. Những tưởng chuyện này đã dừng ở đây, nhưng không lâu sau có người cố ý tìm đến chỗ pháp sư để hỏi về cô bé áo đỏ. Pháp sư đã trả lời rằng ông không siêu độ thành công mà ký kết một hiệp định với cô bé, buộc cô bé sau này không được hại người nữa, rồi thả cô bé đi. Chuyện về cô bé áo đỏ tới đây mới xem như tạm chấm dứt. Thực tế, có người đã âm thầm điều tra và thống kê được rằng trước khi đoạn phim ghi hình kia được công bố, có không ít người leo núi cũng gặp phải tình trạng tương tự. Lúc đoạn phim được công khai, mọi người mới vỡ lẽ là do cô bé áo kia quấy phá. Tuy nhiên, mãi đến tận hôm nay, vẫn còn rất nhiều câu hỏi xoay quanh sự xuất hiện của cô bé áo đỏ. Cô bé đó là ai hoặc thứ gì? Tại sao cô bé lại ở đó? Đã có chuyện gì xảy ra? Mục đích thật sự của cô bé là gì? Tất cả những điều này đã trở thành câu hỏi mãi không có lời giải đáp.